Chào mừng quý vị và các bạn đến với những trận đấu hay nhất của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 của giải giao cấp liên tài Trung Quốc. Trận đấu giữa chiến thần Vương Thiên Nhất và danh thủ Hoàng Hải Lâm của Thâm Quyền 2. Hoàng Hải Lâm sinh năm 1979, người gốc Quảng Đông, học cờ từ năm 6 tuổi và vô địch giải trẻ Trung Quốc năm 1992-1993, từng 3 lần vô địch đồng đội toàn quốc. Một thời cùng với Hồng Chí, Tôn Trung Trinh, Nhiếp Thiết Văn được phong là Tứ Tiểu Long, bốn con rồng nhỏ của kỳ đàn Trung Hoa. Hoàng Hải Lâm từng là Á quân giải cá nhân năm 1999, vô địch đồng đội châu Á năm 2002. Ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất thì có lẽ tôi không phải giới thiệu nhiều. Mới chinh phục Elo 2800, đang thể hiện một phong độ khủng khiếp với 5 trận thắng liên tiếp tại giao cấp liên tái năm nay trước khi bước vào trận đấu này. Pháo 2 bình 5, xe 9 bình 8, xe 1 bình 2, mã 2 tân 3. Vương Nhất đi bình phong tròn, rất tự tin để cho Hoàng Hải Lâm có thể lựa chọn thế trận ưa thích của anh ta. Bình 7 tân 1, bình 7 tân 1 và mã 8 tân 7. Như vậy là tạo điều kiện cho Vương Nhất có thể đi pháo 8 tân 4 hoặc pháo 2 tân 4. Pháo 2 tân 4, tấn xe tuần hà, quật sang bắt tượng. Voi 3 tấn 1, xe 1 bình 2, xe 9 bình 8 và xe 2 tấn 4. Đến đây thì vẫn nằm trong cái khai cuộc cơ bản của trung pháo tuần hà xa đối với cả bình phong mã bình 7 phi pháo. Bình 7 tấn 1 đến từ Hoàng Hải Lâm, một nước cờ thí tốt. Trong trường hợp nếu chúng ta ở trong cái hình cờ này thì các bạn nên đi là xe 2 bình 3 các bạn nhé. Trong trường hợp đi binh 3 tấn 1 là sẽ bị lép. Tôi diễn giả binh 3 tấn 1, ném ngựa bắt xe, chạy xe bình 1, thúc tốt bắt xe buộc phải ăn súng 1 và đá pháo bắt ngựa. Hình cờ này thì điểm yếu của bên xanh sẽ là con mã và con tượng này sẽ rất là khó đi. Đó là lý do tại sao mà Vương Nhất phải đi xe 2 bình 3. Bão 7 đến 6 mời đổi xe 2 bình 4, treo tượng và pháo 8 bình 7. Đến đây trong hình cờ này thì vẫn là tương đối cân bằng thôi. Con pháo 7 này của Hoàng Hải Lâm cũng rất là khỏe, đang ghim được con xe ở trục dọc. Thưa các bạn, xe 8 tấn 8, ý đồ của nước xe 8 tấn 8 này là gì? Dọa chuyển xe sang 4 để tấn công một con ngựa khỏe. Trong hình cờ bên đỏ, đó là lý do mà bên đỏ phải lên sĩ 4 tấn 5 và giật xe 8 thoái ai. Binh 9 tấn 1, có lẽ là lo sợ Vương Nhất quật pháo xa, Hoàng Hải Lâm đã đi binh 9 tấn 1, giật pháo về. Vẫn là tấn công vào con mã 7, con mã khỏe ở trong hình cờ của bên đỏ. Và nếu con mã 7 này chạy đi chỗ khác thì con pháo này sẽ bị con xe ăn. Hoàng Hải Lâm chọn phương án xe 4 tấn 4. Đây là một phương án dọa tấn xe xuống để tấn công vào mã 3 của Vương Nhất. Tôi nghĩ đây không phải là phương án hay, và có lẽ phương án này là hợp lý nhất để lấy lại cân bằng cho bàn cờ của bên đỏ. Xe 8 tấn 5 tiến xuống, tiếp tục bắt. Nếu mà đấu xe đi mã ăn về thì con mã này sẽ rất yếu thưa các bạn. Giật xe về và đi pháo 5 bình 6. Ở cái hình cờ này vừa giữ được tốt đầu, vừa đang đe dọa thủ đoạn đó là treo tượng lên để bắt xe bắt pháo của bên xanh. Bàn cờ này là chơi được. Tuy nhiên Hoàng Hải Lâm đã chọn phương án xe 4 tấn 4. Tôi nghĩ đây không phải là phương án hay. Sĩ 4 tấn 5 và đá pháo ra. Vẫn tiếp tục ấn xe bắt ngựa. Không thể giật xe về đúng không ạ? Giật xe về giữ ngựa là pháo quật sang là mất cây ngay. Treo tượng bắt đôi, ăn lên pháo, chuyển xe sang để bắt con pháo 7. Con pháo 7 đang nhòm vào con ngựa. Đó là lý do mà Vương Nhất đi xe 4 bình 3. Ấn pháo lên, bắt lại xe, sử dụng thủ pháp, bắt lại cây tương đương hoặc cây có giá trị lớn hơn. Pháo 6 tấn 1 bắt xe, giật xe 8 thoái 2 và xe 4 thoái 5. Ở trong hình cờ này thì các bạn thấy là bên xanh có hình cờ rất đẹp, con tốt 7 đang nhòm vào con tượng.
hiện nay là cái vị trí hai con pháo này của bên đỏ là khá nhiều điểm yếu, và đây là cái lúc mà Vương Nhất đã ưu thế rồi, và chúng ta hãy chờ xem điểm mạnh nhất của chiến thần khi anh ta khuếch đại ưu thế và giành thắng lợi, và xem anh ta thể hiện ván đấu này như thế nào. Binh 7 tấn 1 ấn xe lên với ý đồ phục thủ đoạn, đó là xe 6 bình 7 bắt xe ăn con ngựa. Ở đây thì có hai phương án nhé. Phương án 1 thì có thể lên tượng được mọi người ạ, rất là cứng. Tuy nhiên Vương Nhất đã chọn phương án là mã 3. Mã 3 phái 1 với ý đồ có thể chạy con xe này đi chỗ khác, ăn tượng lên, ăn xa. Như vậy là gãy hai voi dành cho bên đỏ rồi. Ấn xe bắt ngựa, mặc kệ luôn, chuyển xe bắt pháo, giật pháo về. Và mã 7 tấn 6, một nước cờ bỏ ngựa đến từ Vương Nhất. Nước cờ tiếp theo đe dọa, pháo 9 bình 6 bắt xe và đuổi xe vào bình 6. Và xe này mà chạy đi chỗ khác thì sẽ là rất nguy hiểm, gần như không thể chạy được. Ăn mã trước, pháo 9 bình 6 buộc phải bình xe vào 5. Và một nước cờ bỏ trước đoạt sau đến từ Vương Nhất. Mã 6 tấn 4 bắt xe bắt pháo, ép buộc bên đỏ phải đi pháo 6 tấn 3. Pháo 6 tấn 3 ăn, đang ăn xe, dọa ném chiếu, dọa ném vào đây chiếu. Sau đó xuất tướng ra thì sẽ là xe 7 bình 6. Và trong trường hợp nếu mà đi sai lầm, chiếu xuất ra, kê pháo vào, kê xe vào cục ngay, thưa các bạn. Do vậy mà đỏ buộc phải đi xe 6 thoái 4, pháo 6 thoái 4, đúng với tính toán của Vương Nhất. Không thể ném mã 5 tấn 7 được Vương chân pháo. Mã 5 tấn 3 đang tiếp tục chuyển dọa chuyển xe sang tấn công vào con pháo 6. Hất xi lên, tránh cho nước cờ xe 6 bình 3. Chạy bắt pháo. Đến đây thì Hoàng Hải Lâm cũng thấy rất nhiều khó khăn rồi. Anh ta chọn phương án pháo 7 tấn 4. Mình nghĩ là pháo 7 tấn 4 cũng là một phương án ổn ở trong cái trường hợp này. Giả sử các bạn, nếu mà các bạn nghĩ là chạy thì sao? Vâng, chạy. Bắt cái đã đấy các bạn nhé. Nếu mà bắt ngay bị đâm chiếu, bắt lại. Chuyển pháo vào, sọc xuống bắt pháo, buộc phải đi pháo, ăn vào đây. Như vậy là hai cây trong mồm, các bạn thì thấy. Nếu như thượng tướng lên, ăn mã, bàn cờ xe pháo mã tấn công, gợi hết sĩ tượng, rất khó khăn. Đó chính là lý do mà Hoàng Hải Lâm không đi pháo 7 bình 8, mà anh ta chọn phương án pháo 7 tấn 4, ăn về, và xe 9 bình 8. Phân tích về hình cờ này các bạn này, bên xanh có hình cờ cực kỳ vững chãi, sĩ tượng bền, con xe ở lộ đẹp, mã đang đứng ở lộ tào, đang ở vị chiếu tướng, con tướng của đối phương. Và hình cờ này thì cái điểm yếu của bên đỏ sẽ là con sĩ này. Và chúng ta hãy xem Vương Nhất tấn công như thế nào. Các bạn sẽ thấy cái trung tàn tuyệt đỉnh của Vương Nhất. Khi mà lo điểm yếu ra, anh ta đánh gần như không bao giờ trượt. Ấn xe xuống. Ở đây thì Hoàng Hải Lâm đã chọn phương án sĩ 6 tấn 5 để không cho xe 3 bình 4 an sĩ. Nhưng nếu như giật xe bắt ngựa thì sao? Có nhiều người sẽ hỏi câu hỏi là như vậy. Giật xe bắt ngựa, anh ăn sĩ tôi thì tôi ăn ngựa anh. Xe 8 thoái 7 ăn ngựa, đang dọa đâm chiếu ăn nốt sĩ, rất khó khăn phải không ạ? Buộc phải lên sĩ, đâm chiếu cho về sĩ và giật về. Đến đây thì như các bạn đã thấy là hình cờ này là hình cờ gần như là không thể đỡ được dành cho bên đỏ. Trong trường hợp nếu ngoan cố đi xe 7 tấn 2 thì sẽ là binh 5 tấn 1 thôi. Còn tốt đầu này sẽ dễ bị công kích và sẽ thua thôi. Đó chính là lý do mà Hoàng Hải Lâm đã không đi xe 8 tấn 7. Anh ta chọn phương án sĩ 6 tấn 5. Phóng pháo xong bắt pháo. Đây là nước cờ sĩ 6 tấn 5. Là nước cờ cực kỳ sai lầm. Trong trường hợp mà về sĩ thì vẫn bị ăn xe vào sĩ. Trong trường hợp xuất tướng, giả dụ như xuất tướng thì mất cây, đúng không ạ? Mà nếu về sĩ thì vẫn là ăn xe vào sĩ thôi, vẫn là gãy sĩ và chết con ma kia là rất nguy hiểm. Và trong trường hợp này thì bên đỏ đã
chọn phương án là tướng Nam bình 6 thoái ngựa về. Một nước cờ mà các bạn thể thấy quá hay luôn. Đang dọa nước cờ xe 3 tấn 2 chiếu cục nếu như vào tướng. Không để giật xe này về được, vướng chân ngựa. Nếu vào tướng đơn giản ăn pháo đi thôi là thua cuộc. Vâng, các bạn thấy khi mà kém đôi voi thì vương tiến nhất sát cục kinh khủng như thế nào. Thâm kiến 2 là đội cờ B của thâm kiến 1. Và mặc dù là đội B nhưng họ đang chơi rất là hay. Ở trong cái trận đấu này thì tỷ số cuối cùng là 4 đều. Vương tiến nhất thì thắng. Tuy nhiên lại Lưu Huynh đã thua Lưu Minh ở trong một ván cờ chớp. Lưu Minh là một kỳ thủ cũng rất mạnh của Trung Quốc và ở giải này đã chiến thắng cả Nguyễn Thành Bảo và lại Lưu Huynh ở trong những vòng đấu đầu tiên. Ở các trận đấu còn lại, Triệu Kim Thành thắng và Thân Bằng thua. Cuối cùng thì Hàng Châu đã có một trận hòa duy nhất ở trong giải đấu này, ở trong cho đến thời điểm này, đó là trận hòa trước Thâm Quyến. Tuy nhiên sau 8 vòng thì Vương Nhất vẫn là đứng đầu xạ thủ Vương với 8 ván thắng liên tiếp và Hàng Châu vẫn đang đứng đầu bảng. Phía sau họ đó là Kinh Ký, Hà Nam và những đội cờ rất mạnh. Chiếc thang 2 đang gặp nguy hiểm với chỉ 2 trận hòa có được và Nguyễn Thành Bảo, Vua Hoa, Lưu Thông Trạch sẽ phải cố gắng hết sức để có thể có được một kết quả trụ hạng trong giai đoạn sắp tới của giải đấu. Vâng, chương trình bình luận những ván đầu hay của Giáp Cấp Liên Tái năm 2023 xin được kết thúc tại đây. Trong khuôn khổ trình độ chuyên môn có phần hạn chế, nếu như có gì sơ sót thì rất mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho. Rất mong các bạn cho một like để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.